Quang Hải lộ tin nhắn nhẹ cảm với Huỳnh Anh. Sau một tuần sóng gió, bạn gái Quang Hải khiến nhiều người cảm thấy nề phục vì hàng loạt động thái ngọt ngào chứng minh mối quan hệ tình cảm tốt đẹp của cả hai. Những ngày vừa qua, Si Căng Đan bị hack Facebook làm lộ tin nhắn nhẹ cảm của trang cầu thủ trẻ Quang Hải đã khiến dân tình tốn khá nhiều thời gian bàn luận tranh cái. Nam chính chọn cách im lặng hoàn toàn từ đầu đến cuối làm ai cũng tò mò. Mặc cho mọi người chỉ trích và hứa mọi sự chú ý vào mình, Quang Hải vẫn nhất quyết không chia sẻ bất kỳ điều gì sai quanh sự cố cư dân mạng chỉ biết ngồi soi xem những người thân thiết bên cạnh anh chàng phản ứng thế nào đặc biệt là huỳnh anh bạn gái hiện tại của quang hải tuy nhiên bạn gái quang hải đã chọn cách hoàn toàn ngược lại khiến dân tính hết sức ngạc nhiên huỳnh anh liên tục tỏ thái độ ủng hộ bạn trai khẳng định sẽ không bỏ rơi quang hải trong giai đoạn khó khăn nhất có vẻ như huỳnh anh có mối quan hệ khá tốt đẹp với gia đình quang hải chàng hot boy sân cỏ cũng thường xuyên đưa bạn gái về nhà chơi thậm chí mọi sự kiện quan trọng gần đây của quang hải cũng đều có huỳnh anh góp mặt Trước đó, khi những đoạn tin nhắn riêng tư của Quang Hải bị hacker tung lên mạng xã hội, rất nhiều người tin rằng cặp đôi sẽ đường ai nấy đi vì có ảnh chụp đoạn chat, mà Huỳnh Anh nói với Quang Hải rằng cô không chấp nhận những việc mà bạn trai đã làm.